5 ứng viên thay thế huấn luyện viên Chu Xie dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. VFF và huấn luyện viên Chu Xie chấm dứt hợp đồng, ghế nóng của đội tuyển Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Nóng nhất truyền thông và mạng xã hội đêm ngày 27 tháng 3 là thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Philip Chu Xie đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Sau chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là sau trận thua muối mặt 0-3 trước Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình, huấn luyện viên Chu Xie khiến người hâm mộ mất niềm tin hoàn toàn. Sau khi huấn luyện viên Chu Xie chia tay đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ quan tâm ai sẽ là cái tên thay thế dẫn dắt đội tuyển Việt Nam để trước mắt chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại 2 World Cup 2026 vào tháng 6 tới. Rất nhiều cái tên được người hâm mộ và giới truyền thông phỏng đoán. 1. Ứng cử viên có thể làm huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Việt Nam phù hợp nhất lúc này gọi tên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Sau những nhiều năm sử dụng huấn luyện viên nước ngoài, một huấn luyện viên nội có thể là giải pháp tạm thời giúp người hâm mộ củng cố niềm tin giữa cơn khủng hoảng về vấn đề thành tích lẫn lương thưởng mà huấn luyện viên ngoại được nhận. Ngoài ra, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn hội tụ nhiều yếu tố cốt lõi như có kinh nghiệm cầm quân các cấp độ trẻ Việt Nam, am hiểu các cầu thủ Việt Nam và là người đồng hành cùng lứa cầu thủ vàng của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Tấn Tài, nên nhận được sự yêu mến và tín nhiệm của các tuyển thủ cũng như người hâm mộ. 2. Cựu huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng được các cổ động viên nhắc đến rất nhiều. Ông chính là người đã đưa đội tuyển Việt Nam đi lên đỉnh cao và đạt được nhiều thành tích vang dội, là cái tên bảo chứng cho sự thành công. Người hâm mộ kỳ vọng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ vực dậy một đội tuyển Việt Nam liên tiếp thua trận trong thời gian một năm trở lại đây. 3. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội Kia Tisak cũng được cho là cái tên phù hợp với đội tuyển Việt Nam lúc này. Ông có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, lại am hiểu về bóng đá Việt Nam trong thời gian dài thi đấu ở Việt Nam trước đây và làm huấn luyện viên Công an Hà Nội. 4. Huấn luyện viên nội có bề dày thành tích bậc nhất Việt Nam, ông Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hải Phòng cũng là ứng viên được người hâm mộ đề cử ngồi chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam. 5. Cựu huấn luyện viên U23 Việt Nam, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội, ông Gong Okyun. U23 Việt Nam đã ghi danh vào vòng tứ kết giải U23 châu Á năm 2022, sân chơi mà cách đây 2 năm chúng ta dừng bước từ vòng bảng. Thành công ấy không gắn liền với cái tên vốn đã rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thời bấy giờ Park Hang-seo, mà đó là huấn luyện viên Gong Okyun. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng ca ngợi ông Gong là một huấn luyện viên giỏi với triết lý và phương pháp riêng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải làm việc để chọn ra cái tên thay thế đáng tin cậy sau khi đã đánh mất quá nhiều niềm tin từ việc bổ nhiệm huấn luyện viên Chu Xie trong vòng một năm vừa qua.